Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Gà. Thì hôm nay Gà có làm video hướng dẫn cái game mà Among Us đó, thì được anh em ủng hộ khá là nhiều nhé. Anh em nào muốn xem lại những cái video hướng dẫn đó về làm nhiệm vụ, về làm sao kết nối chat voice, làm sao chơi game nó đỡ rush, rồi tất cả cái thứ xung quanh vậy game Among Us này, anh em có thể click vào chữ Y phía bên góc phải. Đó, góc phải đó anh em thấy không? Chớp chớp đó, bấm góc phải nó sẽ sổ ra mấy cái video đó. Thì anh em có thể coi thêm gameplay của Gà chơi để anh em có thể có thêm kinh nghiệm ha. Thì hôm trước Gà có làm một cái video nói về làm imposter, làm sao cho nó không bị dễ bị phát hiện á, kiểu mình biến hóa sao mà thành người dân á. Thì Gà cũng có làm hướng dẫn rồi, anh em cũng có thể lít vô cái chữ Y đó để xem nhé, phía trên có phải đó. Thì hôm trước Gà nói là làm imposter không xài, Gà sẽ làm tới The Real. The Real đây là những người dân á, gọi tên nôm na là những người dân ở trong, gọi là phi hành đoàn bình thường, người bình thường ở trong cái con tàu đó. Thì hôm nay Gà sẽ bày cho anh em một cách, vài cách chứ chứ không phải một cách nữa, vài cách để anh em có thể trở thành phi hành đoàn khôn ngoan và vote ai biết ai là sói. Khả năng rất là cao nha, Gà không nói là 100% nhưng khả năng rất là cao. Nếu chúng ta dựa vào những cái tình huống mà Gà nói sắp tới đây thì anh em dựa vào đó để anh em có thể suy đoán được người nào là sói và trở thành một cơm nan hoặc là Sherlock Holmes ở trong cái game, và sẽ được mọi người tin tưởng rất là cao. Và cũng có thể khi mình biết là sói thì mọi người cũng tin tưởng mình luôn. Một con đôi chuyện luôn đúng không? Ok thì video này trước khi vào video thì mình sẽ có một cái video gameplay. Gameplay cho anh em xem khúc đầu gameplay là như thế nào, để suy đoán như nào. Xong sau đó thì Gà sẽ bày thêm một số mẹo số trick, số tip cho anh em, để anh em trở thành một cái người chơi được real, để anh em biết có thể ai là kẻ thù ác ha. Ok, intro. Trời ơi, thôi bây giờ chia, nếu là không bây giờ người chia ra làm nhiệm vụ đi cho nó nhanh rồi ra để giữ lại cái room chứ khỏi bây giờ. Rồi anh có hai vote đó là Ti và Hiếu đẹp trai. Ba người chết Anh có hai vote đó là Ti và Hiếu đẹp trai. Thứ nhất á là anh vô cái phòng anh sửa, là từ anh vô cái phòng sửa anh thấy Ti chạy ra, thấy cái xác trong đó. Cái thứ hai là Hiếu đẹp trai đứng cái phòng ơi, từ từ để anh nói không có đã. Cái thứ hai là Hiếu đẹp trai đi vô cùng anh với đại chiến, là làm ở trong ngoại min. Nhưng mà chiến làm xong là thanh nhiệm vụ chạy lên, thay nhiệm vụ cái task nhiệm vụ chạy lên, nó nhưng có mà ông chạy bị sai xong rồi em, xong rồi anh là người ra cuối cùng, xong rồi tới em chạy ra, nhưng mà thanh nhiệm vụ không tăng lên. Ok ha, rồi và anh sẽ vote cho Hiếu. Mà bây giờ, mà bây giờ vote cho Ti trước, giờ vote cho Ti trước xong rồi mọi người ra vote cho Hiếu. Người khác không, anh đi vô anh thấy em đi ra thì anh thấy xác trong đó mà. Nhưng mà em đâu có đi từ nào, nhưng mà em gặp anh là từ cái đường hẻm mà, chứ em đâu có gặp em ở trong cái phòng đâu. Anh đi ra, anh đi vô là gặp em đi ra, nhưng mà vô phòng đó là gặp cái không, xác. em đi lên từ cái phòng ở dưới cơ, cái phòng Không, 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 không. Em đi ra từ đường đó, ok. Bây giờ anh sẽ vote cho em trước, xong rồi anh sẽ vote cho Hiếu đẹp trai sau. Tại Hiếu đẹp trai là quá rõ rồi, anh tính đi lại bấm nút. Anh tịnh đi bấm nút. Thấy chưa? Hiếu đẹp trai kìa, thấy không? Thấy chưa? Ai cười, má đụng với thám tử 500 IQ rồi. Rồi tẻo liền luôn mọi người, tẻo liền luôn, để giới thiệu luôn. Emergency liền. Đứng vào đây, đứng vào đây. Không có thằng nhiều thì giết người đi. Không cần phải sửa. Diêu xuyên, trời ơi, ủa ai không có ai diêu. Phải sửa mới diêu được. What the? Cái đuôi mày.
Đó, xong rồi, xong em rồi. Làm liền anh ơi, chạy gấp, chạy lại gấp, chạy lại gấp. Không, không được hết. Rồi, một luôn thôi, gì đâu. Không. Thôi, biết ai bọn ai rồi không? Biết bọn ai rồi không? Ok, biết bọn ai rồi không? Nhìn dễ quá vậy. Má, đụng với thám tử 500 IQ rồi. Chết Hiếu, Hiếu mồm này mới có làm được con sói. Em vô tội, em vô tội. Thôi, đừng có vô tội gì nữa bạn à. Bye, bye Hiếu. Tạm biệt Hiếu. Quá sùng. Đi hai lắm em. Đi giữa em xong chạy ra cửa anh gặp vừa vào. Ok. Anh đổ gây công nan rồi. Ok thì sau khi anh em xem xong cái game play thì anh em cũng biết được một số thủ thuật rồi ha. Thì gà sẽ nói thêm một số cái là nếu trong trường hợp mà mới vô game mà chừng khoảng 20 giây, 30 giây mà có đứa bấm report thì khả năng cao 69.96% nó là kẻ thú ác. Cái này là có khả năng thôi nha, chứ không phải là 100%. Thường ấy, gà thấy là nó sẽ bẻ cổ thôi mà nó chạy luôn. Còn đứa nào mà tự tin thì nó bẻ xong rồi nó report. Và nó thiên biến vạn hóa, nó biết được đứa nào đang đi riêng mà không có mặt những người kia, nó sẽ tạo nghi ngờ, nó sẽ đổ thừa. Bởi vậy khả năng cao cái thằng mà mới vô game mà nó báo cáo thì nó có thể là sói lắm. Quá là xấu lắm. Cái tiếp theo là các bạn không được tin bất cứ ai cả. Thì phải nói giả ngu. Phải nói giả ngu quá luôn. Có nhiều đứa vô chơi game này hỏi xong rồi hỏi game mà chơi làm sao anh, cái nút này bấm làm sao. Nhưng mà thật ra nó diễn đó các bạn à. Đừng có tin ai cả. Cái game này đừng có tin ai cả. Bạn nhiều lúc nó đang hỏi cái lúc mình đi mình là cái làm cái bật xong. Nên không bao giờ tin ai cả. Còn các bạn nào không biết chơi thì cứ nói nó lên channel Gà Senpai coi hướng dẫn. Chứ vô game được cái hỏi gì hết. Vô game đã vô game mà được cái hỏi không ai tin ai đâu. Nên các bạn không tin ai cả. Là người dân mình rất là dễ bị bẻ ha. Tiếp theo là đừng có tin cái thằng mà đi theo mình từ đầu game nó giờ nha. Tại vì nó đi theo để mà nó lấy niềm tin của mình thôi. Ok, nó có thể là nó sẽ bẻ mình cuối cùng. Hoặc là nó sẽ để cho mình vote cho những đứa kia xong rồi nó sẽ thắng. Cái game này kiểu như là chúng ta có hai sói đi, ta chơi 8 người có hai sói thì nếu mà bên đó còn hai sói hai người dân, sói sẽ thắng, kiểu như là cân bằng nhau á, hai bên bằng nhau thì sói nó sẽ thắng. Bởi vậy đừng có tin vào cái đứa mà đi theo nha, hoặc là những cái đứa mà nó đi theo cả mình tệ nghĩ là người, tại vì nó làm bằng chứng ngoại phạm đó, bằng chứng ngoại phạm đó, đừng có tin. Tiếp theo nữa là các bạn nên để ý những con sói nó hay bên nhau. Và thường bây giờ người ta chơi người ta rất là khôn rồi, sói thường nó rất là máu lạnh luôn và nó sẽ không bên nhau nữa. Và nó sẽ kiểu hùa theo những người khác để mà nó boss để nó có thể tồn tại được trong tàu. Nhưng mà những con sói non á, ý nó là những sói non thường nó sẽ bên hoặc là tụi nó skip boss khi mà một người đó quá rõ ràng là người đó là sát thủ rồi. Người đó là sát thủ rõ ràng, quá rõ ràng luôn rồi nhưng mà vẫn kiểu như là thôi em không biết gì hết em skip. Hay là em không biết anh đó hay là em thấy anh đó đi chung với em hay gì đó. Đặt nghi vấn liền cho người đó để chúng ta có thể loại trừ từ từ. Nhớ nha, sói thường sẽ mới chơi thì thường sẽ bên nhau, nhưng mà sói chơi lâu thì tụi nó sẽ rất là máu lạnh. Và tụi nó sẽ chả quan tâm tới đứa nào đâu. Và nó chỉ quan tâm là tụi nó vẫn còn sống trên tàu và tụi nó thắng cái game thôi. Ok, quan trọng là nó diễn. Bây giờ như tôi nói đừng có tin ai hết. Khi mà bạn làm nhiệm vụ á thì bạn nên chạy vô địa điểm mình xong rồi mình chạy vô làm liền. Và đừng có chạy vòng vòng nha, đừng có chạy vòng vòng. Cái đó mình chạy vòng vòng đứng nhìn á là cũng một phần là mình sẽ tạo cho người khác sự nghi ngờ. Cái thứ hai á là khi mà làm tác á mà có người chạy vô á thì các bạn nên tránh xa ra một chút, tránh ra một chút, tại vì nó có thể bẻ các bạn đứng vị trí gần. Nhiều đứa chơi game này nó chỉnh setting á, vô cái phần setting đầu game á nó sẽ chỉnh là đứng gần mới bẻ được. Rồi thời gian bẻ bao nhiêu thì các bạn coi phần setting đầu game á. Rồi còn khó hơn nữa thì lúc mà tống ra thì không biết là người hay là sói, tống ra ngoài tàu không biết là người hay là sói ha. Nói chung là anh em nên làm đúng cái nhiệm vụ mình là đang làm người dân ở trên tàu để chúng ta làm hết nhiệm vụ chúng ta và tránh tạo nghi ngờ cho những người khác. Thấy game mình là game trò chơi dối trá mà nên anh em mà tạo nghi ngờ cho khác là anh em rất là nguy hiểm. Tiếp theo là để ý vào cái chỗ làm tắt nhiệm vụ của nó nha. Khi mà hai người đi vô một chỗ và nó đứng ngay chỗ mà cái nhiệm vụ á
mà nó làm nhiệm vụ chung với mình á mà không thấy anh em để cái để cái phía trên cái chỗ mà to to tác cầm lít á đó, thì khi mà làm xong nhiệm vụ á thì cái thanh nó sẽ chạy lên một chút. Có một số nhiệm vụ là khi chúng ta làm xong rồi nó sẽ tăng lên, có một số nhiệm vụ là chúng ta phải làm 2-3 cái nó mới tăng lên, ví dụ như đổ xăng nè, rồi download upload file nè, rồi gắn dây điện nè, rồi đổ rác nè, thì cái đó là 2-3 cái nó mới còn như còn 1-2 cái này nữa tôi quên rồi, nhưng mà tôi nói tóm gọn là mấy cái đó là làm 2-3 cái thì nó mới lên tắt. Còn một số cái như làm lên liền như là cái bắn tàu lửa, ý bắn mấy viên đá nè, rồi quạt thẻ nè đó, rồi sửa cái nút mà chấm 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 á, nó chấm, chấm rồi ghi số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 á, những cái đó là một cái là nó lên liền, nên anh em cũng cần phải để ý những cái đó để giải phán đoán được thằng đó là người thiệt đang làm nhiệm vụ hay là đang là fake làm nhiệm vụ. Nếu mà nó fake thì nhìn thanh nhiệm vụ không tăng lên là biết nó là MVP ra vote nó liền. Cái tiếp theo nữa anh em mình nhớ là sói nó có thể nói là à tôi đang làm này thì còn 2-3 cái nữa tôi mới xong. Thì bạn nên bình tĩnh thuyết phục mọi người ở trong cái tàu là bây giờ nếu nó nói làm, ví dụ nó đang sửa dây điện thì nó còn 2 cái nữa sửa thêm 2 cái nữa thì nó mới xong nhiệm vụ. Thì bây giờ nó nói nó sửa một cái rồi đúng không? Bây giờ thuyết phục mọi người skip boss xong rồi nguyên đám đi chung với nhau, xong rồi đi chung với nó, xong rồi ra ngay chỗ nhiệm vụ nó đang làm phải không? Nó làm bắt nó làm thêm 2 cái nữa. Nếu mà nó làm thêm 2 cái nữa mà nhiệm vụ tăng, ok, đội trừ đó. Cách đội trừ rất là dễ luôn. Cách đó là cách đội trừ rất dễ luôn. Ha. Thì đó là những cái kinh nghiệm của gà sau khi gà chơi game này cũng khá nhiều, nên bày lại cho anh em. Thì anh em nào thấy có cái gì đó thiếu hay là muốn bổ sung thêm về những cái điếm thúi của mình hay là những cái mẹo trích của mình, nó có thể comment phía bên dưới giúp gà ha, về để chúng ta có thể trở thành những cơm nan hay như Sherlock Holmes ở trong cái game, để có giúp những cái người khác phá án biết ai là sói. Rồi nếu các bạn có thắc mắc gì cũng để lại comment phía bên dưới luôn. Nếu bạn thích video thì nhớ bấm like, share, còn nếu người mới bấm subscribe, bấm một cái chuông để khi gặp video mới lên thì nó sẽ thông báo cho anh em biết nha. Anh em nào muốn support cho gà thì có PayPal với Momo đó. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người ở những video sau. Nếu mà còn có những cái mẹo, những cái gì mới thì gà sẽ hướng dẫn cho anh em tiếp. À, còn một cái nữa, khi mà anh em chơi game á, anh em có những cái chế độ mà set cái game độ khó, thì lúc mà trong phòng á, anh em bấm vô cái phần cái máy tính và chọn cái phần game á, nó có setting á, anh em có thể chọn bỏ cái dấu check, cái check đầu tiên, bỏ dấu check đầu tiên thì nó khi mà tống người ra, tống người hay là imposter qua, nó thông báo, không thông báo người đó là người imposter nè, nó làm cho cái game khó hơn và thú vị hơn. Và khi vô game chúng ta sẽ không nói gì hết, chỉ khi nào hợp mới nói thôi, chỉ khi nào hợp chúng ta mới nói thì nó tăng độ khó cho game và tính hấp dẫn cho game. Người bị bẻ cũng không được nói gì hết, nói chung là mấy người bị bẻ rồi thì chỉ được im lặng và làm nhiệm vụ thôi. À, nói thêm một cái nữa là mấy cái bạn nào mà là người dân bị bẻ rồi thì phải cố gắng làm nhiệm vụ để giúp bồ làm xong nhiệm vụ cho xong game nha. Rồi vậy thôi, cảm ơn mọi người, bye bye, hẹn gặp lại những video sau. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for